Chào mừng quý vị đến với kênh Tâm Linh 365. Quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những video mới nhất từ chúng tôi nhé. Tâm Linh 365 xin kính chào quý anh chị và các bạn. Hoan hỉ chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của chúng tôi ngày hôm nay. Thay mặt ban biên tập chương trình, chúng tôi xin gửi những lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới quý anh chị và các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng kênh Tâm Linh 365 trong suốt thời gian vừa qua. Hy vọng rằng trong thời gian sắp tới, quý anh chị và các bạn vẫn sẽ luôn đồng hành và ủng hộ cùng kênh Tâm Linh 365. Quý anh chị và các bạn thân mến, ở video ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ với quý anh chị và các bạn về chủ đề tử vi hàng ngày. Ngày 12 tháng 6 năm 2024 dương lịch của 12 con giáp. Quý anh chị hãy chú ý theo dõi để nắm được vận trình sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, sự may mắn hay suy xẻo của mình để có thể chủ động phòng tránh. Và để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Tâm Linh 365, quý anh chị hãy hoan hỉ đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ cho ban biên tập chương trình. Sau đó nhấn vào tín hiệu chuông để được nhận thông báo mỗi khi có video mới. Hoặc quý anh chị cũng có thể truy cập vào đường link Facebook Tâm Linh 365 đã được gắn link ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ, xin mời quý anh chị và các bạn hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu về thông tin chi tiết. Quý anh chị và các bạn thân mến, sau đây là thông tin chi tiết tử vi ngày 12 tháng 6 năm 2024 dương lịch. Âm lịch là ngày 7 tháng 5 năm 2024, tức ngày Đinh Mùi tháng Canh Ngọ năm Giáp Thìn, tiết khí mang trùng. Giờ hoàng đạo trong ngày hôm nay, Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ Kim Quỹ, Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ Bảo Quang, Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ Ngọc Đường, Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ Tư Mệnh, Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ Thanh Long, Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ Minh Đường, giờ Hắc Đạo, Xấu, Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ Thiên Hình, Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ Chu Tước, Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ Bạch Hổ, Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ Thiên Lao, Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ Nguyên Vũ, Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ Câu Trận. Ngũ hành niên mệnh thiên hà thủy, ngày Đinh Mùi tức can sinh chi là ngày cát, nạp âm thiên hà thủy kỵ tuổi Tân Sửu, Kỷ Sửu, ngày thuộc hành thủy khắc hành hỏa, đặc biệt tuổi Kỷ Sửu, Đinh Dậu, Kỷ Mùi thuộc hành hỏa không sợ thủy, ngày Mùi lục hợp ngọ, tam hợp mão và hợi thành mộc cục, xung Sửu, hình Sửu, hại Tý, phá Tuất, tuyệt Sửu, tam sát kỵ mệnh tuổi Thân, Tý và Thìn, xem ngày tốt xấu theo trực, trực trừ tốt mọi việc. Tuổi xung khắc, xung ngày là Kỷ Sửu, Tân Sửu, xung tháng là Nhâm Tý, Bính Tý, Giáp Thân, Giáp Dần. Về sau tốt, thiên quý, lục hợp tốt mọi việc. Về sau xấu, trùng tang kỵ cưới hỏi an táng. Khởi công động thổ xây dựng nhà cửa, câu trận kỵ an táng. Phủ đầu giáp kỵ khởi công động thổ, tam tang kỵ khởi tạo cưới hỏi an táng. Ngày kỵ ngày 12 tháng 6 năm 2024 là ngày tam lương sát dấu, kỵ khai trương xuất hành cưới hỏi sửa chữa hay cất nhà. Hướng xuất hành nghỉ thần là hướng nam, tài thần là hướng đông. Ngày tốt theo nhị thập bát tú, sao bích ngũ hành thủy động vật xu, bích thủy xu tăng cung tốt, tướng tinh con giái cá chủ trị ngày thứ tư. Nên làm, khởi tạo tác việc gì cũng tốt, tốt nhất là xây cất nhà, cưới gả, chôn cất, trổ cửa, dựng cửa, tháo nước, các vụ thủy lợi, nhặt cỏ, phá đất, cắt áo, thêu áo, khai trương xuất hành, làm việc thiện, ắt thiện quả tới mau hơn. Kiêng cữ, sao bích toàn kết không có việc gì phải kiêng cữ. Ngoại lệ sao bích gặp ngày hợi, mão, mùi trăm việc đều kỵ, nhất là trong mùa đông. Riêng ngày hợi sao bích đăng viên nhưng phạm phục đoạn sát. Nhân thần, ngày 12 tháng 6 dương lịch là ngày can đinh. Ngày can đinh không trị bệnh ở tim. Ngày mùng 7 âm lịch nhân thần ở phía trong khớp cổ chân, khí xung và xương bánh chè. Tránh mọi sự tổn thương và chạm mổ xẻ châm chích tại vị trí này. Giờ xuất hành theo lý thuần phong. Giờ tiểu cát tốt từ 11 đến 13 giờ và từ 23 giờ đến 1 giờ. Đây là giờ rất tốt lành, xuất hành giờ này thường gặp nhiều may mắn, buôn bán có lời. Giờ không vong tuyệt lộ xấu từ 1 đến 3 giờ và từ 13 đến 15 giờ. Đây là giờ đại hung rất xấu. Xuất hành vào giờ này mọi chuyện đều không may. Giờ đại an tốt từ 3 đến 5 giờ và từ 15 đến 17 giờ. Xuất hành vào giờ này mọi việc đa phần đều tốt lành. Giờ tốc khỉ tốt từ 5 đến 7 giờ và từ 17 đến 19 giờ xuất hành giờ này gặp nhiều điềm lành, niềm vui đến nên chọn buổi sáng sẽ tốt hơn. Giờ lưu niên xấu
từ 7 đến 9 giờ và từ 19 đến 21 giờ. Nghiệp khó thành cầu tài mờ mịt, kiện cáo nên hoãn lại, người đi chưa có tin về, mất của đi hướng nam tìm nhanh mới thấy. Giờ xích khẩu xấu, từ 9 đến 11 giờ và từ 21 đến 23 giờ. Xuất hành vào giờ này hay xảy ra cãi cọ, gặp chuyện không may. Ngày xuất hành theo khổng minh, ngày thiên hầu xấu xuất hành dù ít nhiều cũng có cãi cọ, xảy ra tai nạn chảy máu. Quý anh chị và các bạn thân mến, trên đây là tổng quan tử vi trong ngày 12 tháng 6 năm 2024 dương lịch. Sau đây mời quý anh chị và các bạn hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu thông tin chi tiết của từng con giáp trong ngày mới này. Quý anh chị và các bạn thân mến, sau đây là thông tin chi tiết tử vi trong ngày 12 tháng 6 năm 2024 dương lịch của con giáp Tuổi Tý, can chi đinh mùi, thiên can đinh hỏa, địa chi mùi thổ và mệnh chủ Tý Thủy, tương hại cản trở, bị tiểu nhân nói xấu. Theo dõi tử vi của 12 con giáp, tương hại đẩy người Tuổi Tý vào nhiều rắc rối không đáng có. Bạn có thể bị kẻ tiểu nhân tung tin nói xấu về những việc mà bạn thậm chí còn không làm. Hãy luôn giữ một cái đầu lạnh để có thể hành xử một cách lý trí, đừng tạo thêm cái cớ cho kẻ khác lợi dụng. Hơn nữa, cây ngay không sợ chết đứng, bạn cứ sống đường hoàng thẳng thắn và dùng thực tế, thực lực của mình để chứng minh bản thân. Trong ngày thổ khắc thủy, phương diện tình cảm cũng không đem tới niềm vui. Con giáp này có thể mâu thuẫn với nửa kia vì vài chuyện nhỏ nhặt, áp lực cuộc sống có thể khiến hai người mất kiên nhẫn và không chịu lắng nghe nhau. Trong ngày hôm nay, người Tuổi Tý bị tác động của hung tinh. Nó tác động không nhỏ tới mối quan hệ xã giao, bản mệnh đang để sự bốc đồng của mình phá hủy những mối quan hệ tình cảm xung quanh. Để đến khi bình tĩnh lại, bạn cũng không thể hiểu được tại sao mình có thể hành xử thiếu suy nghĩ đến như vậy. Điều này có thể ảnh hưởng rất nhiều không chỉ đến công việc mà cả việc làm ăn của con giáp Tuổi Tý. Một phút bốc đồng gây ra hậu quả khá nặng nề, nhất là khi có thực thần xuất hiện nhưng bản mệnh lại không biết nên tận dụng các tình này để làm giàu cho bản thân, bỏ lỡ không ít cơ hội hợp tác làm ăn. Trong thời gian này, theo dõi tử vi của từng con giáp Tuổi Tý cho thấy, đối với người tuổi giáp Tý mệnh kim có thể bị kẻ tiểu nhân tung tin nói xấu, tử vi tuổi Bính Tý mệnh thủy hãy luôn giữ một cái đầu lạnh để có thể hành xử một cách lý trí. Tử vi tuổi Mậu Tý mệnh hỏa sống đường hoàng thẳng thắn và dùng thực lực để chứng minh bản thân mình. Tử vi tuổi Canh Tý mệnh thổ, bạn có thể mâu thuẫn với nửa kia vì một vài chuyện nhỏ nhặt. Tử vi tuổi Nhâm Tý mệnh mộc, áp lực cuộc sống có thể khiến vợ chồng mất kiên nhẫn với nhau. Sự nghiệp trong ngày đạt 3 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn trong ngày hôm nay 34, 27, màu sắc cát tường là đen và trắng. Quý nhân phù trợ là tuổi Dậu, tuổi Thân và tuổi Tỵ. Giờ tốt trong ngày là từ 7 đến 9 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn Tuổi Tý đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn Tuổi Tý luôn gặp nhiều may mắn, thành công trong mọi lĩnh vực. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp Tuổi Sửu ngày 12 tháng 6 năm 2024 dương lịch. Can chi đinh mùi, thiên can đinh hỏa, địa chi mùi thổ và mệnh chủ Sửu thổ. Theo dõi tử vi trong ngày, tương xung tác động, người Tuổi Sửu phải nhận những tin tức không vui trên phương diện sự nghiệp. Có thể công việc bạn bỏ công bỏ sức bấy lâu nay ra làm bỗng dưng gặp trục trặc, bạn phải tốn nhiều thời gian công sức để sửa chữa. Hôm nay, con giáp này không nên cả tin, nghe theo lời của người khác. Dù khó khăn đến mấy đi chăng nữa thì bạn cũng cần phải tự lực cánh sinh, chớ nên có suy nghĩ phụ thuộc. Hãy tin rằng bạn hoàn toàn có đủ khả năng giải quyết mọi vấn đề. Phương diện tình cảm nhìn chung không có nhiều biến động. Nếu có thời gian rảnh, bạn và người ấy có thể tìm cách hâm nóng cảm xúc với nhau để đôi bên có thêm những kỷ niệm đẹp. Con giáp Tuổi Sửu khó có thể đạt được thành công. Người làm ăn cần cẩn thận trong lĩnh vực thu chi, nếu không cũng dễ rơi vào cảnh thất thoát về tiền bạc. Người làm công ăn lương có thể gặp nhiều rắc rối, khiến bạn cảm thấy thất vọng. Ngày hôm nay, con giáp này hãy suy nghĩ tích cực hơn, bởi khó khăn là một phần tất yếu của cuộc sống. Sau khi trải qua thử thách, bạn sẽ ngày một trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Con giáp này trong ngày nên từ bỏ suy nghĩ cố hữu từ trước tới nay của mình để tiếp nhận những điều mới mẻ hơn. Muốn bắt kịp sự phát triển của xã hội, bạn không thể cứ giữ mãi một quan điểm. Theo dõi tử vi trong ngày mới của từng con giáp Tuổi Sửu cho thấy, đối với người tuổi Ất Sửu mệnh kim phải nhận những tin tức không vui trên phương diện sự nghiệp. Tử vi tuổi Đinh Sửu mệnh thủy, công việc bạn bỏ công bỏ sức bấy lâu nay bỗng dưng gặp trục trặc. Tử vi trong ngày hôm nay, tuổi Kỷ Sửu mệnh hỏa,
dù khó khăn đến mấy, bạn cũng cần phải tự lực cánh sinh. Tử vi tuổi Tân Sửu mệnh thổ, hãy tin rằng bạn hoàn toàn có đủ khả năng giải quyết mọi vấn đề. Tử vi tuổi Quý Sửu mệnh mộc, nếu có thời gian rảnh, bạn và người ấy có thể tìm cách hâm nóng cảm xúc. Sự nghiệp trong ngày đạt 3 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn trong ngày hôm nay 3877, màu sắc cát tường là nâu và xám. Quý nhân phù trợ là tuổi Tuất, tuổi Mão và tuổi Hợi. Giờ tốt trong ngày hôm nay là từ 21 đến 23 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Sửu đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Sửu luôn gặp nhiều may mắn, thành công trong mọi lĩnh vực. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Dần ngày 12 tháng 6 năm 2024 dương lịch. Can chi đinh mùi, thiên can đinh hỏa, địa chi mùi thổ và mệnh chủ dần mộc. Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy, chính ấn phù trợ, con đường sự nghiệp của tuổi Dần hanh thông thuận lợi ngày hôm nay, bạn tìm được cơ hội để khẳng định thế mạnh của mình. Trong công việc, cấp trên có thể giao thêm cho bạn một vài công việc khó, đừng vội tìm cách từ chối, bởi thực tế đối phương đang tạo cơ hội thăng tiến cho bạn. Hãy cố gắng chịu vất vả một chút, rồi công lao của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Ngày mộc khắc thổ, phương diện tình cảm của bạn lại khá ảm đạm, bạn cần đặt mình vào vị trí của nửa kia nhiều hơn trước khi lên tiếng trách móc đối phương, có thể bạn đang hiểu lầm người ấy trên một phương diện nào đó. Theo dõi tử vi trong ngày mới tuổi Giáp Dần mệnh thủy, bạn tìm được cơ hội khẳng định thế mạnh của mình. Tử vi trong ngày tuổi Bính Dần mệnh hỏa, cấp trên có thể giao thêm cho bạn một vài công việc khó. Tử vi tuổi Mậu Dần mệnh thổ, hãy kiên nhẫn rồi công lao của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Tử vi tuổi Canh Dần mệnh mộc, cần phải đặt mình vào vị trí nửa kia nhiều hơn trước khi lên tiếng trách móc đối phương. Tử vi tuổi Nhâm Dần mệnh kim, có thể bạn đang hiểu lầm người ấy trên một phương diện nào đó. Sự nghiệp trong ngày đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn cho ngày hôm nay 3266, màu sắc cát tường là xanh rêu, quý nhân phù trợ là tuổi Mùi, tuổi Tuất và tuổi Hợi. Giờ tốt trong ngày là từ 13 đến 15 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Dần đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Dần có một ngày mới làm việc suôn sẻ, may mắn và thành công. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 12 tháng 6 năm 2024 dương lịch. Can chi đinh mùi, thiên can đinh hỏa, địa chi mùi thổ và mệnh chủ Mão mộc. Tam hợp nâng đỡ, người tuổi Mão nhận được sự chỉ điểm của cấp trên ngày hôm nay. Nhờ vậy, bạn đưa ra được những quyết định đúng vào thời điểm quan trọng, đồng thời học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm quý giá. Với người làm kinh tế, bạn tạo dựng được uy tín của mình trên thị trường, nên có thể thu hút được một lượng lớn khách hàng. Dù phải bận rộn luôn chân luôn tay, nhưng túi tiền của bạn dày lên nhanh chóng. Mộc khắc thổ, tiếc rằng phương diện tình cảm của bản mệnh lại không được suôn sẻ như ý muốn. Bạn có thể lầm tưởng sự quan tâm của một người nào đó với mình. Nếu quá nóng vội thể hiện tình cảm, bạn có thể đẩy đôi bên vào cảnh khó xử. Theo dõi tử vi tuổi Ất Mão mệnh thủy, nhận được sự chỉ điểm của cấp trên trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Đinh Mão mệnh hỏa, đưa ra được những quyết định đúng vào thời điểm quan trọng. Tử vi tuổi Kỷ Mão mệnh thổ, tạo dựng được uy tín của mình trên thị trường nên có thể thu hút được khách hàng. Tử vi tuổi Tân Mão mệnh mộc, lầm tưởng sự quan tâm của một người nào đó với mình. Tử vi tuổi Quý Mão mệnh kim, nếu quá nóng vội thể hiện tình cảm, bạn có thể đẩy đôi bên vào cảnh khó xử. Sự nghiệp trong ngày đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn trong ngày hôm nay 20.09, màu sắc cát tường là xanh lá cây, quý nhân phù trợ là tuổi Sửu, tuổi Tuất và tuổi Hợi. Giờ tốt trong ngày là từ 21 đến 23 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Mão đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Mão luôn gặp nhiều may mắn, hanh thông trong mọi lĩnh vực. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Thìn ngày 12 tháng 6 năm 2024 dương lịch. Theo dõi tử vi trong ngày, can chi đinh mùi, thiên can đinh hỏa, địa chi mùi thổ và mệnh chủ Thìn thổ. Thiên quan chấn lối, cấp trên gây khó dễ. Theo tử vi của 12 con giáp, thiên quan chấn lối, con đường sự nghiệp của tuổi Thìn gặp phải nhiều khúc mắc do bị cấp trên gây khó dễ. Có thể đã đến lúc bạn cần xem lại môi trường làm việc của mình.
Với người làm lãnh đạo, bản mệnh cần phải khiêm tốn để nghe lời góp ý của nhân viên nhiều hơn. Nếu quá chuyên quyền độc đoán, bạn có thể đưa ra những quyết định sai lầm, đẩy cả tập thể vào hoàn cảnh khó khăn. Theo dõi tử vi ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực trừ là ngày tốt để tiến hành những công việc trọng đại. Vì thế, bạn nên sắp xếp công việc, thực hiện sao cho hợp lý, như vậy sẽ gặp được nhiều may mắn. Tử vi tuổi Sắp Thìn mệnh hỏa, con đường sự nghiệp gặp phải nhiều khúc mắc do bị cấp trên gây khó dễ. Tử vi tuổi Bính Thìn mệnh thổ, đã đến lúc bạn cần xem lại môi trường làm việc của mình. Tử vi tuổi Mậu Thìn mệnh mộc, lãnh đạo cần phải khiêm tốn để nghe lời góp ý của nhân viên nhiều hơn. Tử vi tuổi Canh Thìn mệnh kim, có thể đưa ra những quyết định sai lầm, đẩy cả tập thể vào hoàn cảnh khó khăn. Tử vi trong ngày mới hôm nay của con giáp tuổi Nhâm Thìn mệnh thủy, nên sắp xếp công việc để thực hiện, chớ nên chần chừ lần nữa. Sự nghiệp trong ngày đạt 3 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn trong ngày hôm nay 22, 36, màu sắc cát tường là vàng và nâu, quý nhân phù trợ là tuổi Tỵ, tuổi Tuất và tuổi Dậu. Giờ tốt trong ngày hôm nay là từ 13 đến 15 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Thìn đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Thìn luôn gặp nhiều may mắn, hanh thông trong mọi lĩnh vực. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 12 tháng 6 năm 2024 dương lịch. Can chi địch mùi, thiên can đinh hỏa, địa chi mùi thổ và mệnh chủ Tỵ hỏa. Trong ngày hỏa sinh thổ, người tuổi Tỵ được đón tin vui trên phương diện tình cảm vào ngày mới này. Hôm nay, người độc thân nhận được lời làm quen của người khác, hãy thử trò chuyện với đối phương xem như thế nào, đó có thể là một người phù hợp đối với bạn. Với người đã lập gia đình, bạn và người ấy bao dung hơn với nhau, không còn tranh cãi vì những chuyện nhỏ nhặt. Khi khó khăn xuất hiện, hai người cũng biết đồng sức đồng lòng để cùng nhau vượt qua. Kiếp tài chắn lối, con giáp này cần học cách tin tưởng mọi người xung quanh nhiều hơn và cho người khác cơ hội giúp đỡ mình. Nếu cứ tự mình gánh vác mọi chuyện, bạn sẽ cảm thấy rất mệt mỏi. Theo dõi tử vi tuổi Ất Tỵ mệnh hỏa, người độc thân nhận được lời mời làm quen của người khác. Tử vi tuổi Đinh Tỵ mệnh thổ, bạn và người ấy bao dung hơn với nhau, không còn tranh cãi vì những chuyện nhỏ nhặt. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ mệnh mộc, vợ chồng đồng sức đồng lòng để cùng nhau vượt qua khó khăn. Tử vi tuổi Tân Tỵ mệnh kim, cần phải học cách tin tưởng mọi người xung quanh nhiều hơn và cho người khác cơ hội giúp đỡ mình. Tử vi tuổi Quý Tỵ mệnh thủy, nếu cứ tự mình gánh vác mọi chuyện, bạn sẽ rất mệt mỏi. Sự nghiệp trong ngày đạt 4 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn trong ngày hôm nay 22, 86, màu sắc cát tường là đỏ và hồng, quý nhân phù trợ là tuổi Dậu, tuổi Sửu và tuổi Thân. Giờ tốt trong ngày hôm nay là từ 1 đến 3 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Tỵ đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Tỵ có một ngày làm việc suôn sẻ, may mắn và thành công. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 12 tháng 6 năm 2024 dương lịch. Can chi đinh mùi, thiên can đinh hỏa, địa chi mùi thổ và mệnh chủ Ngọ hỏa. Trong ngày nhị hợp tác động đầu óc tỉnh táo, dưới tác động tích cực của nhị hợp, người tuổi Ngọ giữ được đầu óc tỉnh táo và nhanh chóng tiếp thu được những ý kiến mới. Bạn cũng hiểu được ý đồ của lãnh đạo và làm những việc khiến đối phương hài lòng. Với người làm kinh tế, bạn đoán được xu thế của thị trường nên đi tắt đón đầu, kiếm về lợi nhuận nhiều hơn dự kiến. Khoản tiền bạn kiếm được trong ngày hôm nay có thể khiến cho nhiều người ganh tị. Hỏa sinh thổ, phương diện tình cảm cũng báo về nhiều tin vui. Người đã lập gia đình dành nhiều thời gian để quan tâm tới người thân, nhờ vậy mà quan hệ giữa mọi người vô cùng gắn kết. Theo dõi tử vi tuổi Sắp Ngọ mệnh kim, đầu óc tỉnh táo và nhanh chóng tiếp thu được những kiến thức mới. Tử vi tuổi Bính Ngọ mệnh thủy, hiểu được ý đồ của lãnh đạo và làm những việc khiến đối phương hài lòng. Tử vi tuổi Mậu Ngọ mệnh hỏa, đoán được xu thế của thị trường nên đi tắt đón đầu kiếm về lợi nhuận. Tử vi tuổi Canh Ngọ mệnh thổ, khoản tiền bạn kiếm được trong ngày hôm nay có thể khiến nhiều người ganh tị. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ mệnh mộc, hãy dành nhiều thời gian để quan tâm đến người thân. Sự nghiệp trong ngày đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn trong ngày hôm nay 09, 17, màu sắc cát tường là tím và đỏ. Quý nhân phù trợ là tuổi Tuất, tuổi Mão và tuổi Dần. Giờ tốt trong ngày là từ 19 đến 21 giờ.
Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Ngọ đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Ngọ có một ngày mới làm việc suôn sẻ, may mắn và thành công. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 12 tháng 6 năm 2024 dương lịch. Can chi đinh Mùi, thiên can đinh Hỏa, địa chi Mùi Thổ và mệnh chủ Mùi Thổ. Thực thần che chở, người tuổi Mùi sẽ có một túi tiền rủng rỉnh ngày hôm nay. Nếu bạn đã chăm chỉ với các công việc làm thêm suốt thời gian vừa qua, thì nay là lúc bạn được nhận tiền thù lao xứng đáng. Với người làm kinh tế, nhờ có tầm nhìn xa trông rộng mà bạn đưa ra được những quyết định đầu tư đúng đắn, khoản tiền chảy về đều đều vào túi, giúp bạn có thể thoải mái chi tiêu mà vẫn có tiền để tiết kiệm. Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh nên đi về phía Nam để gặp hỷ thần hoặc Đông để gặp tài thần. Đây là hai hướng tốt giúp công việc của bạn trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn rất nhiều. Theo dõi tử vi tuổi Ất Mùi mệnh Kim, chăm chỉ làm việc nên nhận được thù lao xứng đáng. Tử vi tuổi Đinh Mùi mệnh Thủy có tầm nhìn xa trông rộng nên đưa ra được những quyết định đầu tư đúng đắn. Tử vi trong ngày tuổi Kỷ Mùi mệnh Hỏa, bạn có thể thoải mái chi tiêu mà vẫn có tiền để tiết kiệm. Tử vi tuổi Tân Mùi mệnh Thổ, bản mệnh cần phải học cách lắng nghe ý kiến cấp dưới nhiều hơn. Tử vi tuổi Quý Mùi mệnh Mộc, hãy xuất hành theo hướng hoàng đạo để gặp được nhiều may mắn hơn. Sự nghiệp trong ngày đạt 4 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn trong ngày hôm nay 38, 67, màu sắc cát tường là nâu và xám. Quý nhân phù trợ là tuổi Hợi, tuổi Mão và tuổi Ngọ. Giờ tốt trong ngày hôm nay là từ 21 đến 23 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Mùi đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Mùi có một ngày mới làm việc suôn sẻ, hanh thông và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Thân ngày 12 tháng 6 năm 2024 dương lịch. Can chi đinh Mùi, thiên can đinh Hỏa, địa chi Mùi Thổ và mệnh chủ Thân Kim. Trong ngày thổ sinh kim, người tuổi Thân luôn nhận được sự quan tâm chăm sóc từ người thân, nửa kia hiểu mong muốn và cảm nhận của bạn mà chẳng cần bạn phải nói thành lời. Bạn luôn cảm thấy vui vẻ nhẹ nhõm khi ở bên đối phương. Với người độc thân, hôm nay bạn có thể được giới thiệu cho một đối tượng khá triển vọng. Hãy thử cởi mở trò chuyện với đối phương, rất có thể bạn sẽ nhận ra người ấy có nhiều quan điểm chung với mình, đôi bên rất hợp với nhau. Chính tài là dấu hiệu tích cực trên con đường tài lộc của bản mệnh. Bạn giỏi ăn nói nên thu hút được lượng lớn khách hàng mua hàng, khiến đồng tiền chảy về trong túi ổn định và ngày càng tăng tiến. Theo dõi tử vi trong ngày mới tuổi Giáp Thân mệnh Thủy, bạn luôn nhận được sự quan tâm chăm sóc từ người thân. Tử vi tuổi Bính Thân mệnh Hỏa, nửa kia hiểu mong muốn và cảm nhận của bạn mà chẳng cần phải nói. Tử vi tuổi Mậu Thân mệnh Thổ, nhận ra người có nhiều quan điểm chung với mình, đôi bên rất hợp nhau. Tử vi tuổi Canh Thân mệnh Mộc, bạn giỏi ăn nói nên thu hút được lượng lớn khách mua hàng. Tử vi tuổi Nhâm Thân mệnh Kim, đồng tiền chảy về trong túi ổn định và ngày càng tăng tiến. Sự nghiệp trong ngày đạt 4 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn trong ngày 36, 70, màu sắc cát tường là vàng và trắng. Quý nhân phù trợ là tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Giờ tốt trong ngày là từ 7 đến 9 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Thân đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Thân luôn gặp nhiều may mắn, hanh thông trong mọi lĩnh vực. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Dậu ngày 12 tháng 6 năm 2024 dương lịch. Can chi đinh Mùi, thiên can đinh Hỏa, địa chi Mùi Thổ và mệnh chủ Dậu Kim. Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy, thiên tài che chở, người tuổi Dậu có cơ hội phát tài ngoài ý muốn ngày hôm nay nếu tham gia các cuộc thi quay số trúng thưởng hoặc xổ số. Tuy nhiên, bạn không nên quá phụ thuộc hoặc quá kỳ vọng vào cách thức kiếm tiền này. Một số người làm đầu tư kinh doanh có thể nhận được khoản lãi từ những mối đầu tư nằm im trước đó. Khi cầm tiền trong tay, bạn cần có cách chi tiêu hợp lý, chớ nên phung phí rồi cuối cùng lại cháy túi. Thổ sinh kim, phương diện tình cảm của bản mệnh có nhiều tín hiệu tích cực, bạn và người thân giải quyết được nhiều khúc mắc từ trước đó, đôi bên biết thông cảm cho nhau và mối quan hệ lại được hàn gắn khăng khít. Theo dõi tử vi tuổi Ất Dậu mệnh Thủy, bạn có cơ hội phát tài ngoài ý muốn nếu tham gia các cuộc thi quay số trúng thưởng hoặc xổ số. Tử vi tuổi Đinh Dậu mệnh Hỏa, không nên quá phụ thuộc hoặc là kỳ vọng vào các kiến thức, kiếm tiền, may rủi. Tử vi tuổi Kỷ Dậu mệnh Thổ, nhận được khoản lãi lời kha khá,
từ những mối đầu tư vốn nằm im trước đó. Tử vi tuổi Tân Dậu mệnh mộc cần có cách chi tiêu hợp lý, chớ nên phung phí rồi cuối cùng lại cháy túi. Tử vi tuổi Quý Dậu mệnh kim, bạn và người thân giải quyết được nhiều khúc mắc từ trước đó. Sự nghiệp trong ngày đạt 4 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn trong ngày hôm nay 31-90, màu sắc cát tường là trắng và xám. Quý nhân phù trợ là tuổi Tỵ, tuổi Sửu và tuổi Thìn. Giờ tốt trong ngày là từ 1 đến 3 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Dậu đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Dậu luôn gặp nhiều may mắn, thành công trong mọi lĩnh vực. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Tuất ngày 12 tháng 6 năm 2024 dương lịch. Can chi đinh mùi, thiên can đinh hỏa, địa chi mùi thổ và mệnh chủ tuất thổ. Tương hình giáng họa, người tuổi Tuất hạn chế tính nóng nảy của mình để không mâu thuẫn với mọi người xung quanh. Nếu bạn chuyện bé xé ra to thì chỉ tự đẩy mình vào nhiều vấn đề khó giải quyết hơn. Với người làm kinh tế, bạn nên tiến những bước chậm mà chắc, không nên vội vàng đầu tư rồi dễ đưa ra những quyết định sai lầm, đẩy mình vào cảnh hao tài tốn của. Trước khi đưa ra quyết định gì, bạn nên kiểm chứng thông tin kỹ càng. Về phương diện tình cảm, nhìn chung không có nhiều biến động. Nếu bạn muốn gây ấn tượng với người thầm mến thì cần chủ động tìm cách tiếp cận đối phương. Bạn cũng có những điểm mạnh người khác không có, vì vậy hãy tự tin hơn. Theo dõi tử vi tuổi Giáp Tuất mệnh hỏa, hạn chế tính nóng nảy của mình để mâu thuẫn với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Bính Tuất mệnh thổ, đừng tự đẩy mình vào nhiều vấn đề khó giải quyết hơn. Tử vi tuổi Mậu Tuất mệnh mộc, nên tiến những bước chậm mà chắc, không nên vội vàng đầu tư. Tử vi tuổi Canh Tuất mệnh kim, muốn gây ấn tượng với người thầm mến thì cần chủ động tìm cách tiếp cận. Tử vi tuổi Nhâm Tuất mệnh thủy, bạn cũng có những điểm mạnh người khác không có, vì vậy hãy tự tin hơn. Sự nghiệp trong ngày đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn trong ngày 17-55, màu sắc cát tường là vàng và cam. Quý nhân phù trợ là tuổi Thân, tuổi Dần và tuổi Ngọ. Giờ tốt trong ngày là từ 11 đến 13 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Tuất đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Tuất có một ngày làm việc may mắn, hanh thông và thuận lợi. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Hợi ngày 12 tháng 6 năm 2024 dương lịch. Can chi đinh mùi, thiên can đinh hỏa, địa chi mội thổ và mệnh chủ Hợi thủy. Theo dõi tử vi hôm nay, thổ khắc thủy đem tới những tin buồn cho tuổi Hợi trên phương diện tình cảm. Bạn không nên cố chấp với quan điểm của bản thân, bỏ ngoài tai lời người ấy, thậm chí nói những lời khiến đối phương tổn thương. Với người độc thân, nếu bạn cứ khép cửa trái tim mình thì rất dễ bỏ lỡ những mối lương duyên. Nếu có ai đó trò chuyện với bạn, bạn hãy thử nói chuyện với đối phương, hãy cởi mở hơn, bạn có thể cảm nhận được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chính quan tương trợ, phương diện tình cảm của con giáp này lại khá hanh thông thuận lợi. Với kiến thức kinh nghiệm của mình, bạn có thể tìm ra cách để vượt qua khó khăn, gây ấn tượng với cấp trên. Theo dõi tử vi tuổi Ất Hợi mệnh hỏa, không nên cố chấp với quan điểm của mình. Tử vi tuổi Đinh Hợi mệnh thổ, chớ nên nóng nảy, nói những lời khiến đối phương tổn thương. Tử vi tuổi Kỷ Hợi mệnh mộc, nếu bạn cứ khép cửa trái tim mình thì rất dễ bỏ lỡ những mối lương duyên. Tử vi tuổi Tân Hợi mệnh kim, hãy cởi mở, bạn có thể cảm nhận được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Tử vi tuổi Quý Hợi mệnh thủy, với kiến thức và kinh nghiệm của mình, bạn có thể tìm ra cách để vượt qua khó khăn. Sự nghiệp trong ngày đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn 05-78, màu sắc cát tường là đen và xanh lam. Quý nhân phù trợ là tuổi Tý, tuổi Sửu và tuổi Mùi. Giờ tốt trong ngày là từ 13 đến 15 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Hợi đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Hợi có một ngày làm việc suôn sẻ và may mắn. Quý anh chị và các bạn thân mến, trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết tử vi trong ngày 12 tháng 6 năm 2024 dương lịch của 12 con giáp. Hy vọng rằng với những thông tin trên sẽ giúp quý anh chị và các bạn chủ động hơn trong công việc và cuộc sống của mình. Để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Tâm Linh 365, quý anh chị hãy hoan hỉ đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ cho ban biên tập chương trình. Sau đó nhấn vào tín hiệu chuông để được nhận thông báo mỗi khi có video mới. Hoặc quý anh chị cũng có thể truy cập vào đường link Facebook Tâm Linh 365 đã được gắn link ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo.